Một phần thì cô sẽ hướng dẫn các bạn là làm cái router đơn giản, cái simple để các bạn dễ hiểu. Sau này cô sẽ hướng dẫn các bạn làm thêm cái, tức là khi các bạn làm chia thành các cái module đó cho nó chuyên nghiệp, tức là các bạn gọi theo cái mô hình MVC cho nó dễ ha. Thì bây giờ cô sẽ làm các bạn một cái đơn giản, từ đầu đơn giản tức là cái root điều khiển, đúng không? Đây. Ok, assignment demo. Tôi xóa hết những cái cần xóa. Đây, tôi xóa hết module, tôi xóa hết. Admin, delete, move. Đấy, cái này tôi cũng move luôn. Đấy. Khi nãy là cô nói các bạn để nói chung vào thư mục. Các bạn để cái image đâu rồi? Đây, các bạn để thư mục image vào đây. Đó, set add. Sau này các bạn gọi tới thì các bạn bỏ cái chữ public này đi, đừng có gọi new folder là JS JavaScript cần thiết. Đây là cái này dành cho cái web thôi. Cái web. Rồi, bây giờ các bạn tôi hướng dẫn từ đầu nhá. Thì bản chất cái anh này nè. Anh ta ta có một cái là cái trang chính, cái trang này các bạn đặt là server.js cũng được. Hay các bạn đặt là cái app.js cũng được. Để cho giống cái ví dụ các bạn học, các bạn quen với cái React Native á, thì các bạn thường đặt Reality. Đặt là app.js đúng không? Đó, quen như vậy rồi, ví dụ như vậy. Thì cái này được gọi là file đầu tiên hoặc là file server. Cái file server thì cái này là cái file này là để các bạn tạo cái app server hoặc tạo cái server để các bạn chạy. Đúng không ạ? Thì chạy cái file này đầu tiên, chạy file này đầu tiên. Rồi các cái file sau ta sẽ gọi, ta điều khiển ta các file sau ta gọi từ nó thì ta gọi là root. Ta dùng cái root. Đó, root. Cái root này thì bản thân cái express nó cũng có cái root luôn, đúng không? Để điều khiển các cái trang của các bạn, ta gọi là root. Ok. Thì bây giờ ta sẽ có là tạo cái server đầu tiên là cái http và http gắn bằng require. Đó, cái này là gói http để các bạn dùng. Đó. Thì các bạn bình thường là các bạn dùng là http chấm tạo create server. Cái bản thân cái anh này nè, cái anh mà cái gói http á, là cái gói gốc của nó, mà nó tạo cái server dựa trên cái, tại vì ta làm nó đang làm web mà, đúng không? Thì là ta sẽ tạo server dựa trên cái gói http, tức là gói này là gói được xây dựng gốc của nó. Ok. Đây, thì ta sẽ trong này ta các bạn dùng cái function hoặc cái gì đó ha. Request, response. Đó. Viết cái gì đó và listen là nghe. Cái cổng, cái port. Thì bình thường các bạn có thể dùng 8080 hoặc là bao nhiêu đó tùy các bạn ha. Đó. Ok. Là các bạn đã tạo server xong, đúng không ạ? Tuy nhiên để các bạn làm được cái router, tức là cái root để các bạn đấy, thì các bạn phải cài thêm cái anh express js vào. Ok. Thì để cài express js request để cài được thêm cái express js thì các bạn đầu tiên các bạn phải là có cái file cấu hình, đúng không? Là file cấu hình. Tạo file cấu hình package.json để nó lưu tất cả những cấu hình ở trong này, đúng không ạ? Vì các bạn cài thì nó thêm, nó add vào để các bạn quản lý được các cái cấu hình của nó, tức là lưu là một chuyện còn quản lý nữa, đúng không ạ? Thì các bạn là chạy câu lệnh là new terminal, các bạn chạy vô câu lệnh là npm init.
Thì cái này các bạn hỏi các bạn package name là assignment demo, ok version, ok description là demo đi ha. ArcGIS đây, nó nhìn thấy ArcGIS nó cho cái này là entry point luôn, enter tag comment không có. Keyword Arthur là Hương TT chẳng hạn như vậy. Đó license, ok, yes. Thế nó tạo cái file package JSON cho các bạn đây. Được chưa? Để có như cô nhắc lại cho những bạn mà buổi trước không đi học hoặc các bạn không nắm á. Đấy. Thì cái file cấu hình của cô đây. Thì bây giờ cô cài đặt cái express. Cái câu lệnh cài đặt express thì ta phải sẽ viết như sau. Npm install --save express. Enter. Chưa? Đăng Hải điểm danh, ok. Ok ok. F5. Đây, xong. Ta mở ra có cái file cấu hình này. Đấy, nó ta đã cài cái express là bản 4.17.1. Được chưa? Nó tạo thêm cho ta cái thư mục là module này. Trong này sau này cài thêm cái gì nó cũng add vào cái module này cho các bạn. Đó, vào cái file package log này, JSON này. Đó. Ta cài. À, thì bây giờ cô sẽ giới thiệu một chút về cái anh Express này. Đấy, khi cài nó rồi thì nó dùng như thế nào. Đúng không ạ? Cô qua cô. Hải Đăng. Hải Đăng mà cô có đọc Đăng Hải không? Rồi ok, đã cập nhật nhá. Ok. À, rồi bây giờ cái express thì ta sẽ như này, ta sẽ dùng nó, đúng không? Dùng cái express là tạo cái server, đúng không? Ta sẽ có là var express gắn bằng require express. Đó, ta sử dụng cái express. Cái này là một cái framework, nó giúp các bạn có thể là làm nhiều thứ, đúng không? Nó là một cái middleware nè. Rồi nó là framework giúp bạn có thể router nè, tức là root là điều khiển các qua lại giữa các trang là rất nhiều thứ lắm, rất là nhiều vấn đề cái anh này. Về ta tạo cái app của nó, app bằng express. Thì anh này thì chả khác gì là anh tạo một cái app, mà cái này là constructor để tạo cái app cả, đúng không ạ? Đó. Xong khi tạo app xong rồi thì bây giờ tao tạo server thì nó có vấn đề này, bản thân cái anh express là anh có cái server của anh á. Anh có hẳn cái server của anh. Cho nên là ta sẽ lấy là app.listen. Bản thân anh này là cái server luôn. Thì ta có là app.listen luôn. Listen luôn. À và cổng luôn. Đấy, đúng không? 3000 là bình thường là ta sẽ làm như thế này. Là ta, anh này bản thân anh muốn set ở cổng nào thì anh nhấn cổng đó. Ok. À tuy nhiên thì các bạn hoàn toàn có thể là tạo cái server riêng đúng không ạ, server riêng. Ok, thì tôi sẽ tạo là tôi sẽ add bản thân cái app đây nè, là nó là một cái framework. Thì framework đôi khi nó sẽ chạy, nó đôi khi nó vẫn bị lỗi, nó không ổn định, mà trong khi đó thì anh là cũng server mà anh là của cái HTTP gốc thì anh này chắc chắn là phải ổn định hơn rồi, đúng không ạ? Thì tôi sẽ tạo một cái là tôi dùng là HTTP, tôi create server, tôi add cái app vào đây, tôi add cái app này vào luôn. Thì bản thân cái app này tôi sẽ không để nó là lắng nghe này nữa, HTTP create server app, đúng không ạ? Đó, .listen. Đấy, hoặc là tôi tạo một cái server riêng của tôi, hoặc là tôi tạo một server viết riêng ra, viết liền cũng được, hoặc tôi viết ra như này và server bằng đấy, tôi tạo cái app của tôi, xong đấy tôi phải sợ có cái server listen cổng bao nhiêu đó, đó cổng 3000, ok chưa? Đấy, tức là cái này làm gì, cái này là nhằm mục đích cho cái server ta chạy ổn định, không bị lỗi, đúng không ạ, tránh trường hợp bị lỗi đấy, đều được. Ok,
Và đây là tạo server thôi, ta vẫn làm trên app bình thường. Được chưa? Cái đó là cái thứ nhất. Ok. Rồi tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo. Đó là ta sẽ điều hướng giữa các trang. Đúng không ạ? Điều hướng giữa các trang. Thì bây giờ cô sẽ tạo cái trang là trang login. Đúng không? Tạo trang login. New file. Vừa cô tạo là trang login. .html. Ok, cô sẽ copy cái trang login vào. Đấy, các bạn có thể tạo cái save as riêng của mình là tùy các bạn ha. Cô sẽ tạo cái trang login vào, Ctrl A, Ctrl C. Ctrl V. Đấy. Thì để chạy cái trang login này thì ta sẽ làm như sau. Là app.get nó có hai cái phương thức để nhận dữ liệu, đó là phương thức get hoặc là phương thức post, đúng không ạ? Đấy, cái chấm xét phẩy function. Tôi sẽ nhảy tới cái pha trang, cái này là request, cái này có hai đối số request và respond, biết rồi đúng không? Request là để nhận dữ liệu từ cái client gửi tới, đúng không? Còn respond là trả về cho phía client. Đấy, thì cái này có các bạn để là respond chấm send file, tức là các bạn có thể send file. Cái này là gửi tới cái này là DNM. Đó, tới cái trang của ta là setlogin.html. Đấy. Rồi chạy, để chạy cái này. À, cài luôn NodeMon nào. Khi nãy là bạn Thông hỏi không biết dùng cái NodeMon. Cái NodeMon là như này các bạn. Khi các bạn dùng cái NodeMon thì NodeMon là giúp các bạn cái NodeMon là giúp các bạn là các bạn start server và sau để code server nó bị đổi modify, tức là khi các bạn đổi thì nó sẽ tự restart lại và các bạn không cần phải tắt mở nữa. Thì cái đấy là cái NodeMon. Đấy, cái NodeMon các bạn cài vào thì các bạn cứ cài vậy thôi. Npm install --save NodeMon. Ok, enter thì nó cài NodeMon vào cái package JSON này, các bạn sẽ nhìn thấy cái version của nó. Error gì, lỗi chạy lại cái. NodeMon 2.2 có là hết lỗi rồi. Sao lỗi, từ. NodeMon có ông rồi mà sao báo cái gì trời. Not permit rename hương tt package. Trong cái module nó ra sao á. Rename permission to access với cái này. Người ta lao trời. À đâu, lỗi đấy là lỗi cái trên. Cái dưới không lỗi, đúng không? Cái dưới không lỗi nha, cái trên lỗi thôi, cái dưới không lỗi. Nó vậy ấy. Cô đọc cái lỗi ở cái trên nó không gì lỗi. Hết lỗi, không lỗi. Chạy lại lần nữa nó hết lỗi. Được chưa? Bây giờ chạy nè. Cô muốn mà đầu tiên là cô chạy để chạy mà nó ok, không có cần restart thì cô chỉ để là NodeMon. Rồi chạy cái app.js. Đấy nó start và bây giờ cô sửa bất cứ cái gì ở trên này. Đấy ha, cái NodeMon cài lên là chạy thôi. Cô sửa bất cứ gì trên này như app.get gì đó nữa. Đó, .set gì đó nữa. Đúng không ạ? Thì ở đây nó cũng lấy nó chạy, nó restart lại. Starting. Đúng không ạ? Không lỗi nữa, restart. Đó, không cần các bạn tắt để mở. Rồi hai là các bạn có thể cấu hình ở đây. Cấu hình nó ở trong cái package JSON là cấu hình ở đây. Nếu các bạn muốn nó cái start, khi các bạn gọi đến cái lệnh start thì nó sẽ gọi đến câu lệnh là NodeMon app.js phẩy. Thì ở đây các bạn khi các bạn Ctrl C là thoát ra ngoài nè. Yes. Thì khi các bạn gọi câu lệnh thì các bạn không gọi NodeMon nữa mà các bạn gọi là npm start.
thì nó chạy câu lệnh nốt mon, nó chạy câu lệnh này đấy, nó cũng vậy thôi nhưng mà gõ nó đơn giản hơn đúng không ạ? Đó, như các bạn phải khai báo ở đây chưa đó. Đấy. Rồi bây giờ các bạn chạy cái này, chạy cái này thì ta sẽ chạy cổng 3000 đúng không? Đấy, tắt cái này bớt đi, localhost 3000, enter cái. À, thì nó ra trang login đúng chưa? Ra trang login. Đấy, tôi thu nhỏ lại nhìn cho giống giống cái app. Đó, được chưa? Ok, sau khi các bạn login rồi sẽ nó sẽ nhảy sang trang index, thì bây giờ cô sẽ điều hướng nó nào, các bạn nhìn nhé. Đây, ở trong cái file login này tôi sẽ xử lý như sau. Trong login các bạn sẽ có một cái form. Đây, trong login các bạn sẽ có cái form. À, các bạn nên đặt tên form để sau này cần xử lý thì xử lý ha, name. À, đặt tên form là ví dụ như đăng ký, form đăng ký. Ok. Rồi. Action. Trong cái action nó sẽ là một cái trang web. À, là một cái trang mà các bạn sẽ, nó sẽ xử lý cái form này, tức là khi submit nó sẽ nhảy đến trang này. Thì hiện tại là cô đang dùng cái login process để cô khi submit cái nó gọi từ anh này á, thì nó sẽ bên này, bên app này tôi sẽ xử lý, đúng không ạ? Method thì có thể get hoặc là post. À, bây giờ tôi đến với post luôn cho các bạn coi nhé. Cô demo post cho các bạn coi nè. Ở đây tôi đặt tên là name, là email, cái này là password. Yeah. Tôi dùng cái post nè. Ok. Ở đây tôi xử lý là login process nè. Thì cô để ghét cho dễ nhìn quá. Hả? Để ghét cho nó hiện trên cái thanh URL đó, cho nó dễ nhìn dễ biết. À. Đâu cần, đâu phải dễ nhìn dễ biết gì đâu. Em thích làm ghét thì em làm ghét, còn cái này làm post cho liên quan gì đến dễ nhìn hay không dễ nhìn. Đó. Hiện tại cái để ghét á là trên cái thanh URL nó để cái biến nó bằng bao nhiêu đó. Thì bây giờ không cần, mà em chạy được ra thì nó cũng ok thôi. Vấn đề dạ, là dạ. Em đang bị vướng cái chỗ post, em còn chưa làm được post mà. Đúng không? Đúng, dạ. Đúng chưa? Các bạn để cái này là phương thức là post nè. Được chưa? Ok, thì ở đây các bạn set nè, tới cái login process. Trong ở đây các bạn sẽ để function. Ok. Request. Response. Rồi, thì tất cả những cái gì liên quan đến xử lý login ta sẽ để đây. Ví dụ các bạn so sánh là if. Ta đầu tiên ta sẽ lấy cái, ta đặt cái biến. Ha, đặt cái biến là reason. Và hoặc là một cái object để lưu trữ hai cái giá trị. Ha, các bạn vẫn lưu trữ. Ví dụ như là user của cô. Đúng không ạ? User sẽ bằng. Đấy, username. Đó là lấy cái gì? Cái này ta dùng là cái anh request.body.user email. Còn anh kia là password. Anh ta sẽ bằng là request.body.password. Ok. Đấy. Lấy về. Cái này lấy về. Thì ở đây thực ra là thế này. Các bạn muốn kiểm tra cái này có ấy thì các bạn có thể đặt nó là cái biến toàn cục. Cái biến toàn cục. Đặt, tôi đặt trước cái biến này là biến toàn cục. Đúng không? Và user bằng một cái đối tượng nào đó. Đó, còn cái này các bạn khỏi va. Gán luôn cái giá trị cho biến này. Cái biến này được gọi là biến toàn cục. Biến toàn cục. Thì biến toàn cục này là sao? Là tất cả những cái anh method này nó đều nhìn thấy nó. Còn biến cục bồ tức là các bạn viết ở trong method nào nó method để hiểu thôi, method khác không hiểu. Ok. Đấy, thế cái biến này được gọi là biến toàn cục trong cái file này, còn cái biến này được gọi là biến cục bồ. Ok, tôi nhận giá trị ha. Nếu các bạn kiểm tra if user mà chấm cái username này nếu nó có như thế này thì có nghĩa là nó có tồn tại.
đó, phủ định của nó thì nó không tồn tại, đúng không? Phủ định của nó tồn tại đó. Nếu cái này không tồn tại, cái này các bạn bữa trước là cô xét nó là ví dụ như các bạn để undefined hoặc cái gì đó ha, đấy bằng undefined hoặc cái gì đó, ok, hoặc là null hoặc cái đó các bạn có thể xét, hoặc là cái này bằng null cái này null, hoặc thậm chí là nó bằng, hoặc là nó bằng trống. Hoặc là nó bằng trống thì các bạn mới nhảy sang index. Còn ngược lại thì các bạn quên quên nếu cái này là nhầm 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 cái này nếu là bằng ví dụ như là cô đặt tên là ví dụ bằng cái bằng một cái cụ thể hương tt 43 móc fe chấm edu chấm vn chẳng hạn, và nhầm cô xử lý lộn chỗ cái này và cái password này mà bằng ví dụ 123, cái này là cô ví dụ thôi nha chứ không phải là 123, tức là cô đang ví dụ là nếu như nó thỏa mãn cái username này thì nó sẽ được nhảy tới cái trang index, đúng không ạ? Res send file hoặc không nhảy tới index mà tôi sẽ nhảy tới rồi, ok, res send file tới cái trang là index. Cái này là index. Được chưa? Còn ngược lại thì else, ngược lại thì các bạn là thông báo lỗi ra cái nhầm. Không thì các bạn sẽ nhảy tới cái trang else, các bạn respond right tới cái trang send file tới cái trang là login. Như vậy. Đó, quay ngược lại cái trang login. Ok. Và khi quay ngược lại trang login thì từ từ các bạn có thể gửi cho nó một cái, ok, cái error, cái message, error message. Đấy. Nhưng mà cái này get get tôi sẽ gửi, chỉ các bạn gửi sau. Cái này cứ chạy cái đã thì tôi gửi, có cách khác tôi gửi cũng hay lắm. Nhưng mà từ từ đã. Đó, tức là khi các bạn nếu như các bạn đăng nhập đúng cái này thì nó nhảy tới index, còn nếu không nó lại quay ngược lại cái login. Đúng không ạ? Thì bây giờ cái chỗ body này làm sao các bạn có thể, các bạn đây tôi copy cái anh này index vào đây đã. Index này copy băng qua đây. Paste. Đấy, nhảy tới cái index đúng chưa? Ok. Rồi, thì ở đây thì làm sao để tôi đọc được cái body, thì các bạn phải cài, thứ nhất là để đọc được cái body, các bạn phải cài cái body parser. Đúng không ạ? Cài cái body parser. Ok. Ctrl C để thoát ra ngoài để các bạn cài ha. Đầu tiên để mà chạy cái này các bạn phải cài cái body parser. Đâu rồi cái body parser của cô đâu rồi? Đây, app. À không phải cái này. Đâu, không phải cái này. Cái này. Đây các bạn phải cài cái body parser ha. Ok. Cô copy anh này xuống đây. Đấy, body parser. Ok, cài anh này. Đó, Ctrl C anh này. NPM install --save body parser, được chưa? Enter. Đấy, cài nó. Ok. Các bạn có thể check kiểm tra tình trạng cài của mình ổn chưa? Đây, body parser này. Có rồi đúng không? Rồi. Thì các bạn phải sử dụng nó, require nó, body parser. Xong các bạn thêm vô cái dòng lệnh này nữa. Đây. Create application này, parser này. Anh này phải có nè, phải có cái anh này. Đó. Ok. Được chưa? Anh này các bạn
gọi ở đâu cũng được, phải dùng anh này. Tức là nó là cái gì? Đó là URL encode parser, cái này bằng body parser nè, chấm URL encode nè, đấy, extend fail. Sau để các bạn thêm cho con một cái đối số này vào đây, URL này, thêm đối số này vào đây, đấy thì nó mới chạy, đấy nó mới chạy, nếu không nó lỗi, nếu không nó lỗi. Ok, Cái đó đây xài cho body hả cô? sai cho body parser. Ok, thì nó mới xài được anh body này, hiểu chưa? Nãy em dùng cái query thì không cần sử dụng là gì hết cô. Khi dùng query hả? Dạ đúng rồi. Thì query thì đâu có cần. Tôi đang demo là demo cái gì? Tôi đang demo cái body, tôi đâu có demo cái query. À, ý em là xài nào nhanh hơn cô? Không phải Chứ em chưa biết. đâu, đây em cứ bình tĩnh. Nó lại là rơi vào vấn đề như này nè. Đây các bạn coi coi cái video, các bạn coi không có kỹ. Các bạn coi không có kỹ, không có kỹ ở chỗ nào nghe nhá. Các bạn có hai cái phương thức, đó là phương thức get và phương thức post. Em mà nói sai get để kiểm soát được biến là em đang sai. Ha, đang sai. Các bạn có hai phương thức get và phương thức post. Để tôi nhắc lại nha, nhắc lại lần nữa để nhớ nè. Phương thức get là các bạn có 3 cách để các bạn truyền. Có 3 cách nha, 3 cách để các bạn truyền bằng phương thức get. Một là các bạn lấy từ cái address. Lấy từ address này. Tức là lấy trực tiếp từ address này thì đó là dùng cái phương thức get. Được chưa? Đó là một cách để truyền. Cách thứ hai là các bạn truyền ở trong cái form. Method get ở trong cái form, nếu các bạn để đây là get, được chưa? Cách thứ ba là các bạn redo. Cách thứ ba là các bạn truyền bằng cái thẻ link, cái thẻ a ahref, đúng không? Ahref đấy, đấy đường dẫn http cái gì chấm sẹt 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 cái đó, abc rồi chấm html. Thì cách thứ ba a gắn ví dụ username gắn bằng hướng tt rồi và password gắn bằng 123. Tức là các bạn có 3 cách để các bạn send một cái request bằng phương thức get. Nhắc lại nha, nhắc lại nè. Một là các bạn send từ cái address của cái browser, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bạn send bằng method get của cái form. Cách thứ ba là các bạn send bằng cái address của cái thẻ ahref này. Được chưa? Đó là phương thức get. Còn phương thức post nó chỉ có một cách duy nhất thôi. Một cách duy nhất thôi là truyền bằng cái phương thức ở trong cái form. Rồi, ưu điểm và nhược điểm của hai phương thức nè, em nghe cho kỹ chỗ này nha, mà từ nãy giờ lăn tăn chỗ này hoài. Tức là nếu các bạn mà truyền bằng cái phương thức này thì dữ liệu các bạn nó lộ ra hết còn đâu. Username password mà show hết trên address thì nó hack cho các bạn cái chết luôn, dữ liệu mà show lên đấy nó hack cái nó chết luôn. Thông thường dữ liệu các bạn mà show lên đây là những cái dữ liệu nó không có cần thiết. Ha, dữ liệu hoặc là dữ liệu nó phải được mã hóa rồi. Mã hóa mà mã hóa theo kiểu là không thể giải mã được ấy. Đó, mã hóa một chiều ấy là các bạn mới truyền bằng phương thức get. Còn bình thường người ta sẽ truyền bằng phương thức post. Truyền bằng post thì sao? Nó gửi nguyên cả cái form này nè, gửi lên server và nó ẩn hết toàn bộ thông tin này đi. Cái thông tin bị ẩn đi thì đó mới là cái cần bảo mật cái dữ liệu các bạn. Có hiểu không? Chứ các bạn nếu thấy ghét thì làm nhanh hơn dễ hơn, không phải. Nhanh mà nó không tối ưu, nhanh mà nó không bảo mật. Hiểu không? Cái phương thức ghét nó dễ làm thì tôi không có demo. Em làm được rồi thì tôi demo làm gì? Tí nữa tôi demo cái là xong liền. Còn phương thức post các bạn làm không có ra tôi mới demo. Hiểu hiểu không? Hiểu không bạn Thông? Chứ không các bạn em từ nãy giờ cứ đòi làm ghét hoài. Hiểu ý không? Chứ ghét thì có mấy câu lệnh nó dễ ẹc chứ có gì đâu. Ghét thì nó có một cái đây. Nếu mà tôi dùng cái ghét thì nó đây. Nếu nó ghét thì nó xử lý có cái này nó ra rồi nè. Xử lý cái nó ra rồi nè.
trong cái post thì các bạn xử lý nó phức tạp hơn nè, đó phải cài nó cài kia nó xử lý phức tạp hơn nè, hiểu không? Ok đấy, và các bạn phải hiểu get là gì và post là gì. Get đây, có xóa cái này đi này khỏi mất công. Get là nó không bảo mật thông tin, nó không bảo mật thông tin, hiểu không? Thì các bạn dùng get là nó sâu hết cái thông tin lên cái đường dẫn, nó lồ hết username password nó sâu nữa, thì tôi lấy cắp dữ liệu của em mấy hồi, 1 phút 30 giây, có hiểu không? Hiểu không? Không từ nãy cứ đòi lòng get hoài thế quá à. Ừ, em phải hiểu get là như nào, post là như nào đấy. Tại... em hiểu hai đó, nhưng mà là em chưa biết là post nó xài cái kiểu khác chứ get nó bên trong đây thì sai khác thì tôi mới demo nè, sai khác thì cô mới demo nè, chứ em cứ đòi cứ sai get, sai get thì nó chỉ cần query cái là đấy hả, biết cầu nguy cơ. Rồi cái này á, là mấy bữa đầu là cô đã nói rồi về cái phương thức get và post, là mấy bữa đầu cô quay clip cô đã nói rồi. Các bạn coi clip thì chịu khó coi cho kỹ ha, chịu khó nghe mấy cái lời nói. Thực ra là tôi giải thích cái code á, giải thích cái này nó rất là quan trọng. Ok rồi, bây giờ các bạn nè, chạy đến demo nè. Nếu anh này mà bằng cái này password 123 thì tôi coi như ok. Sau này dữ liệu cái này á, các bạn sẽ so sánh ở trong database ha, cái này tức là cô fix cứng nó lại à, cái này hôm qua bạn Triết cũng hỏi cô chỗ này thì cô cũng cũng thực ra cũng khó giải thích thôi, cô giờ hôm nay cô giải thích cho bạn Triết luôn là cô ngầm đình fix cái này lại ở đây đó, lần sau cái dữ liệu so sánh này username nó so sánh với database chứ không phải so sánh với cái dữ liệu cứng như này ha. Rồi ta chạy ha, cái npm start. Okay. Chờ xíu, nó đang starting nè. Ghê thật, chưa xong. Not more starting. Chưa được ha. Chờ xíu. Làm gì cay hết cả mắt. Trời ơi, 9 giờ rồi các bạn ơi. Có ai cần điểm danh nhớ nói cô nhá. Trời sao lâu dữ vậy trời. À rồi, ok rồi. Ok, chạy ra xong rồi. Rồi, chạy cũng cái này vào login. Bây giờ cô để ABC nè. 123 nè. Submit cái nè. À, nó không đúng đường dẫn. Nó bắt lỗi ghê thật, cô để email à. Đây, cô để IT nè. 123 submit nè. Nó trả ngược lại cái login nè, thấy không? Bây giờ cô làm đúng nè. Phương TT43 nè, 123 nè. Nó submit nè, nó trả về index được chưa? Ok được chưa? Đấy, xong nó trả về index. À nhưng mà trả về index như này á thì nó sẽ sâu ở chỗ này vẫn là login process, nhưng mà các bạn muốn mà cái trên này là index thì các bạn lại phải send cái header, tức là các bạn là phải write header. Các bạn muốn cái này là hiển thị cái chữ index à, thì ta sẽ là như này. Tức là các bạn gói index theo điều hướng nha, tôi nói luôn cái router nè, cái này là để chuyển trang thì thôi. Như tôi nói đến router nè, thì các bạn router thì có thể truy xuất trực tiếp, cái này là truy xuất thông qua một cái root khác đúng không? Có thể truy xuất trực tiếp bằng cách là app.get nè, set nè, index nè. Đó. Set index nè, rồi trong này các bạn sẽ là cũng là function này, tôi copy cho nhanh nha. Đấy. Cái function này các bạn send file là index.html đúng không? Đấy. Thì ở đây các bạn có thể gõ trực tiếp là index thì nó cũng ra index.html. Đúng không ạ? Nhưng mà khi mà truy xuất trực tiếp như này á thì nó phải check lỗi. Nó phải kiểm tra. Tức là cái chỗ này nè, cái mà bài tập mà bữa trước cô ra cho các bạn là cái này. Nó phải kiểm tra. Thì nếu như username này mà trống, tức là chưa có, dữ liệu này chưa có thì nó sẽ bảo lỗi đúng không? Thì cô sẽ là như này. À, nó sẽ văng ra ngoài login đúng không? Ta sẽ kiểm tra nè. If cái biến là user
chấm username, cái này mà bằng cái này bằng undefined, cái này là có, và thôi cái này cô để cái này đi, cái này là xác định là có đúng không, nếu là có mà nếu là có thì nó nhảy ra đây, còn nếu không có phủ định của nó không có thì nó sẽ văng ra cái trang là login, văng ra cái trang login. Ok, đây send to login. Ok rồi các bạn chạy thử nha. Nè tôi stop lại nè và tôi chạy lại nè, chạy lại ha, chạy lại từ đầu, chạy lại từ đầu. Ok rồi, cái này nếu mà chạy index, tôi chạy index rõ ràng nha, bắt đầu văng ra login nè các bạn, văng ra login thấy không ạ, tức là nó bắt lỗi trường hợp này, nếu như không có cái username thì nó sẽ văng ra cái login. À nhưng mà tôi có cách nó cũng hay hơn, tức là tôi không phải send trực tiếp file từ đây, mà tôi cũng có nhiều cách là để xử lý lắm. Các bạn có thể là write head, đấy là một cách thôi ha, các bạn có thể write head là respond chấm write head head, các bạn để cái này là ví dụ 301, cái này là location 2 chấm http, http 2 chấm set set còn request chấm head tơ, cái này là để cái host, cái này là để cái host rồi cộng, cái này là để tới cái trang sẹt của ta là không có gì hết, không có gì hết đúng không, đấy chạy lại nè, cái này respond chấm end luôn đúng không, đấy chạy lại nè, tôi nó restart rồi đó, cô lưu lại là nó tự động nó restart đó, khỏi chạy lại, xin lỗi, đấy nó tự động nó restart, lưu lại là nó tự động restart, cho nên nó báo gì ta, cái nó send gì nè, header, ê ê ê, rest send file status, nó bảo là cái send file này nó không dùng nữa, mà nên dùng cái send file này. Đây nó là nằm chỗ này đấy, các bạn lưu ý nha, cái send file này là deprecate, tức là nó đã không dùng nữa rồi, cái phương thức này cũ rồi, thì các họ nó khuyên cáo các bạn là dùng cái send file bằng chữ F hoa, tức là vẫn chạy nhưng nó cảnh có warning, warning nó vẫn chạy, nó có cảnh báo ha, cái file này là file cũ rồi, bây giờ chạy nhá, cô chạy index. À, chạy mà login á thì nó vẫn ra bình thường, nhưng cô chạy index cái nó văng lại trở ngược lại cái login, nó văng ngược lại login đấy, nó văng ngược lại login thấy chưa đấy, có nhiều cách để các bạn xử lý, ok nó không có lỗi ha, đấy văng ngược lại login đấy, nó văng ngược lại thì cái này nè thì nó sẽ trỏ tới, ví dụ dưới này tôi muốn là cái này tôi không trỏ tới cái trang index mà tôi muốn trỏ tới cái này, Ctrl C cái này nè các bạn, tôi sẽ thay cái này bằng cái index thì nó sẽ chạy từ đây nè, nó gọi từ đây và nó check xong nó mới trỏ tới cái file đây đó, tức là ở đây nó sẽ đi hai bước ha, qua cái index trước thì ở đây nó sẽ show cái index. Đấy, trở lại nha, login nếu thành công nè, 123 submit cái nè. Sao lâu, sao lâu, có lỗi gì không mà lâu không, không lỗi, sao lâu dữ vậy trời, rồi đôi khi local một con lắc nữa thì vào tay nó không lỗi, lỗi là nó sẽ văng không thì các bạn sẽ xuất ra lỗi nếu nó có, để các bạn coi nó lỗi gì ha. Đấy, nó có cái error chạy dữ vậy trời, stop lại đi coi, đây 123 định thì mình sẽ submit cái gì vậy trời, Ctrl C yes, chạy lại
chạy lúc khi success rồi chạy npm start lại coi. Ok enter cái trong lúc green chạy cái 123 nó so sánh à gặp vấn đề gì à rồi 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 xin lỗi thiếu một câu lệnh nó dừng thiếu một câu lệnh xin lỗi cả nhà thực ra cái này phải respond end nữa hoặc là return à respond end sorry đấy thiếu cái này là nó cứ quay hoài nó không chạy đấy thì ở đây có phải nó là index không khi nãy ở đây là nó vẫn để cái process ở đây nó nhảy sang index rồi ok rồi bây giờ chạy lại ha như nè ctrl c nè yes chạy lại nè npm start được chưa cô chạy lại từ index nè được chưa enter cái nó văng ra login đấy tôi xẹt cái index nó văng ra login được chưa ok mà login không thành công à ví dụ cái này 123 thì nó cũng ra cái nó ra cái login nhưng mà nó vẫn để cái chữ login process thấy chưa nó không để lại cái login mà nó để login process đó là hai cách xử lý nhá khi cô xử lý là cô send file thì nó vẫn đọc cái file này nhưng mà cái header cái address của nó vẫn là login process nhưng mà khi cô gửi như này đi á thì nó là đổi luôn cái header đổi luôn cái đường dẫn tôi đổi thành cái index luôn và khi tôi đổi thành index thì nó sẽ gọi từ cái hàm này nó tự gọi từ cái hàm này gọi tới cái hàm này thì nó bắt đầu nó xử lý cái hàm này trong index được chưa hai cái nó khác nhau nha các bạn hai cái khác nhau nha đây tôi sẽ vẽ nó khác nhau như thế nào đây nó tại sao nó khác nhau và các bạn nên dùng cái sao write header hơn nha tôi sẽ giải thích tại sao nó khác nhau nè nếu chuyên theo cách thứ nhất chuyên theo cách thứ nhất là dùng cái send file trực tiếp ha thì nó sẽ là như này nè cách thứ nhất là send file nè nếu các bạn đang ở cái login process mà các bạn nhảy tới cái file dùng cái send file này các bạn mới nhảy tới cái file là nhảy tới cái file là à, ví dụ như là cái là index.html HTML. Bản thân nó sẽ cái tiêu đề của nó thì vẫn là anh này bản thân cái link của nó vẫn là anh này chỉ có điều nó đọc cái anh này ra thôi đọc cái anh này trở ngược lại anh này thôi ok đấy còn nếu như các bạn mà dùng cái nếu các bạn mà dùng cái gọi là cái write head đúng không viết cái gì đó trong write head đúng không thì ở đây các bạn thay luôn cái này từ cái này nè các bạn thay luôn cái head tức là head thay với cái này bằng cái index đúng không cái này thay bằng luôn bằng cái index đúng chưa tức là nó thay từ login sang index thì có nghĩa là khi xử lý tôi sẽ xử lý cái anh index tức là tôi sẽ dùng cái hàm tôi sẽ gọi luôn cái function đấy ở đây các bạn sẽ gọi luôn cái function là gọi tới hàm app.get set index đấy ta gọi nếu mà tôi thay cái head thì nó sẽ gọi tới cái hàm này được chưa đấy gọi tới hàm này và hai cái này nó khác nhau hai cái này nó khác nhau tức là một cái là tôi sẽ gọi tới cái file này luôn còn trong file này bản chất nó chỉ là HTML thôi, nó không có gì hết. Nhưng mà khi tôi giả sử tôi đưa về index thì bản thân là tôi sẽ chuyển tới cái hàm app.index. Mà khi tôi chuyển tới hàm app.index thì tôi làm cái gì đây? Tôi sẽ trong cái app.index này .get index này thì tôi có bao gồm tất cả những xử lý đó. Sau đó tôi mới send tới cái file này. À, một cái là các bạn send trực tiếp tới file. Bản thân file này chỉ là file HTML bình thường. Còn nếu tôi gọi từ cái hàm này thì trong hàm này nó ngoài cái xử lý này nó có thể có những cái xử lý khác nữa. Hiểu không ạ? Trong cái hàm index. Đấy, hai cái này nó khác nhau. Cho nên việc lựa chọn các bạn write head hay là send file trực tiếp, đây hai cách này là tùy các bạn, tùy từng cái bài toán của mình. Trong trường hợp mà các bạn cần phải xử lý phức tạp giống như cái login các bạn cần phải xử lý cái gì đó
đúng không? Thì các bạn khi đấy các bạn sẽ phải là trỏ tới trong cái file login. Cái này mà cái này viết một mình nó thì không có ý nghĩa gì đúng không, nhưng mà giả sử mà viết nhiều nữa thì nó lại khác đấy. Thì đó là ý nghĩa của các bạn, việc các bạn dùng dùng hai cách này đều được, nhưng cách này thì ý nghĩa nó khác, cách này là khác đấy. Dùng cái nào là tùy mình, được chưa? Tùy từng cái bài toán của mình điều hướng. Ok, hiểu không các bạn? Chỗ này hiểu không các bạn thân mến, hiểu không? Quang Vinh, tất cả mọi người hiểu không? Quay lại cái xem các bạn đâu hết rồi. Hầu Lê đâu? Dùng lốc để test, đúng rồi Hải đang nói chính xác. Đó. Có thể dùng con số lốc để test, chính xác Hầu, chính xác. Ok. Ok. Được chưa? Rồi ok, Vinh Quang mất điện. Ok, Hầu lấy vào cái nào trời. Ok, rồi. Vậy các bạn là cô vừa nói về cái rút nha, cái demo cái bài hôm bữa nha, demo bài hôm bữa cô cho các bạn về làm đó. Tức là các bạn chặn lỗi đúng không? Đấy, tức là các bạn chặn chặn cái tình huống, cái này là chặn tình huống là các bạn chưa lốc xin mà các bạn đã vào index rồi, thì là chặn cái ngay ở đây đúng không? Đấy thì cô chỉ cần đặt cái biến là biến toàn cục, là cái biến user này nè. Đấy, cái biến user này lưu trữ thôi. Và khi các bạn lốc xin thì các bạn gán vô user. Thì khi gán user rồi thì mấy cái này nó có dữ liệu, nó có dữ liệu đúng không? Đấy, và cô so sánh thì nếu như mà đúng theo database thì các bạn nhảy tới login index, còn nếu không thì các bạn sẽ tới login. Hầu vào lâu rồi hả? Đâu có để ý đâu, cô lo cô code cô để ý đâu. Rồi ok. Đấy. Ok. Rồi, các bạn về cô sẽ gửi cái file này lên cho các bạn luôn. Ha, về chịu khó các bạn coi ha. Đấy, chúng ta sẽ có hai file chứ, khúc đầu khúc cuối. Rồi, bài lab thì dễ rồi. Thực ra hôm nay không có thời gian để check assignment nữa, thì các bạn làm, các bạn nộp, thực ra cũng dễ chấm, không sao hết. Các bạn nộp với cô sẽ chấm trực tiếp ở trên máy ha, cô chấm trên máy cô chứ không chấm máy với các bạn. Buổi sau cô sẽ thấy các bạn có vấn đề thì cô sẽ show lên cho các bạn coi. Ok, chết cha cay xé hết cả mắt. Đóng cái cửa. Đúng không? Ba nấu hả? Mắt cay cứu nổi. Rồi bây giờ ai hỏi cái gì nào, cô fix lỗi nào, cô sửa lỗi nha. Fix lỗi sửa lỗi luôn nè. Nào ai hỏi gì, cô fix lỗi sửa lỗi luôn. Đây cô tắt đi nha.